Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành của Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm. Sở Nội vụ phối hợp với Công an thành phố để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước. Nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị, liên quan đến công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau 4 ngày làm việc nỗ lực với phương châm khẩn trương, nhanh chóng, thận trọng và an toàn, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã góp phần cứu sống được một thanh niên 17 tuổi và đưa được thi thể của 9 nạn nhân từ khu vực sụp đổ ra bên ngoài. Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an, trưởng đoàn công tác cho biết, trong ngày làm việc thứ tư, tại một địa điểm mới, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an phối hợp với Đội Cứu nạn Cứu hộ của Mỹ và Đội Cứu nạn Cứu hộ thuộc Quân đội Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ để đưa được 3 thi thể nạn nhân từ khu vực đổ nát ra bên ngoài. Về tình hình trên thực địa, Đại tá Nguyễn Minh Khương nêu rõ, công tác cứu nạn cứu hộ hiện nay được các lực lượng tiến hành cơ bản đều sử dụng đến các phương tiện cơ giới, bao gồm các máy đào, máy cẩu, máy xúc và các phương tiện, thiết bị được mang từ các quốc gia đến, trong đó có Việt Nam, như máy cắt thủy lực, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, cùng các thiết bị dò tìm và quan sát vị trí của các nạn nhân. Tại địa điểm mới này, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã sử dụng các thiết bị dò tìm sóng radar, camera và âm thanh để tìm cách phát hiện ra các dấu hiệu của sự sống trước khi vạch ra phương án làm việc. Trong ngày làm việc thứ ba, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì tìm kiếm và đưa được 4 thi thể nạn nhân ra bên ngoài đống đổ nát. Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 15 tháng 2, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát từ tầng hầm, tạo thành cột khói bao trùm cả khu vực tòa C, trường tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng bảo vệ và giáo viên đã hướng dẫn học sinh thoát nạn, đồng thời xin chi viện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy. Lúc này do trong trường vẫn còn đông học sinh nên sự việc đã khiến thầy trò hoảng loạn. Nhận định cháy xuất phát từ tầng hầm, lực lượng đã triển khai máy thổi, hút khói, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Nỗ lực xử lý, đám cháy đã được dập tắt. Hệ thống hút khói đã tạo thuận lợi để trực tiếp tiếp cận làm nhiệm vụ phía trong hầm. Theo nhận định ban đầu, đám cháy do chập điện xuất phát từ khu vực để đồ đạc, đồ dùng học tập, bàn ghế chưa sử dụng dưới tầng hầm để xe của trường. Vụ việc đã không có thiệt hại về người. Đến 13 giờ 15 phút, hoạt động dạy và học tại trường trở lại bình thường. Vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 14 tháng 2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận tin báo từ Công an phường Mỹ Đình 1 về vụ việc tại căn hộ thuộc chung cư The Emerald Mỹ Đình xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8 của tòa nhà. Ngay sau đó, đơn vị này đã xuất một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe thang và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, đồng thời xin chi viện từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội, hai xe chữa cháy xuống hiện trường thực hiện việc giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng đã tiến hành giải cứu và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn, bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên trên 29 tuổi và có quốc tịch nước ngoài. Thưa quý vị, Công an quận Long Biên vừa khởi tố bị can Phạm Quang Huy, sinh năm 1988, tạm trú tại thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1992, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, và Trần Văn Duyệt, sinh năm 1998, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản. Đây là ba đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang, nợ nần. Tháng 9 năm 2022, các đối tượng quay nhau trên trang mạng xã hội có tên Hội những người vỡ nợ muốn làm liều,
lên kế hoạch đột nhập trộm cắp tài sản tại một văn phòng công chứng trên địa bàn quận Long Biên. Để thực hiện hành vi, ổ nhóm này đã chuẩn bị xà cầy, kim cộng lực, cưa, găng tay và bình ga mini có đầu khò để cắt sắt. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã phá khóa, đột nhập vào văn phòng công chứng phá két sắt, trộm cắp hơn 30 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và bằng biện pháp vận động tâm lý lẫn các bằng chứng thu thập được, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua vụ việc trên, để phòng ngừa trộm đột nhập, cơ quan công an lưu ý người dân và doanh nghiệp một số biện pháp phòng ngừa sau. Gia cố hệ thống tường rào, bảo đảm đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua. Hệ thống các cửa ra vào nhà, cửa tung và các cửa sổ, cửa chớp phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Sử dụng các loại khóa cửa an toàn, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong. Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn. Các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền hoặc chìa khóa nhà, chìa khóa xe, không để gần cửa sổ, ô thoáng, phòng ngừa kẻ gian lợi dụng dùng que cầu móc trộm cắp. Thưa quý vị, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Địa bàn trọng điểm phức tạp đã và đang được chuyển hóa như mong đợi của người dân. Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy từng là điểm nóng về an ninh trật tự của thành phố. Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống, Công an phường Trung Hòa đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, tổ chức có hiệu quả nhiều kế hoạch cao điểm, tuần tra mật phục, không để hình thành phát sinh các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Năm 2022, Công an phường đã điều tra khám phá 44 vụ, 70 đối tượng phạm pháp hình sự, 11 vụ, 12 đối tượng về ma túy, xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, 44 vụ vi phạm về vệ sinh môi trường. An toàn phòng cháy chữa cháy được kiểm tra, rà soát thường xuyên, liên tục. Trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị được duy trì, bảo đảm. Trong cái nhóm phức tạp về tệ nạn xã hội thì nó bao gồm rất nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí về tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, rồi phạm pháp hình sự, rồi là các vụ việc liên quan đến nhóm tội phạm về tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, mại dâm. Thì nó chính vì những tiêu chí trên nó bao gồm rất rộng, cho nên là việc mà để đưa địa bàn phường Trung Hòa ra khỏi địa bàn trọng điểm là đòi hỏi về sự quyết tâm và của tất cả các lực lượng. Bên cạnh việc làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an phường đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2022, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm và người dân đã cung cấp cho Công an phường 2.136 tin liên quan tới an ninh trật tự, giúp lực lượng công an điều tra khám phá các vụ án. Qua đó, tình hình an ninh trật tự đã từng bước chuyển biến tích cực. Tôi thấy là từ tầm khoảng độ 10 giờ tối tôi thấy các đồng chí đi rồi, xong đến tờ mà sáng chắc tầm khoảng độ 5 rưỡi 6 giờ gì đấy, thì các dân thấy các đồng chí đi trên các tuyến đường. Cho nên là bà con rất là yên tâm thực sự về cuộc sống bà con là được đảm bảo, an ninh được đảm bảo này, cuộc sống được bình yên này. Báo cáo các đồng chí là như vậy, đồng thời là các đồng chí cũng nhắc nhở luôn bà con nhân dân trong các cụm dân cư, bởi vì đây có 5-6 cụm dân cư mà, là về cái vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. Thế các đồng chí cũng tuyên truyền bà con rồi, thậm chí là cũng mở cái tập huấn đi tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, cấp ủy chính quyền địa phương và sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, đến nay, phường Trung Hòa đã được chuyển hóa, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.